Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh Thủy Sinh. Xin chào các bạn. Hôm nay mình cùng đi trải nghiệm khám phá một khu sinh thái suối thác thiên nhiên còn khá là hoang sơ tại Đông Triều, Quảng Ninh. Đó chính là thác Mơ Khe Chè. Từ trung tâm thị xã Đông Triều xuống dưới đây khoảng tầm 10 km. Ở đây chưa có đường nhựa hay đường bê tông, lên đường đi khá khó khăn. Vì tối hôm qua trời có mưa, lên đường cũng trơn trượt hơn một chút. Đây thực sự là một địa điểm tuyệt vời, dành cho những bạn nào ấy thích màu xanh, yêu hòa bình và ghét chiến tranh, tìm đến để xả stress và khám phá thiên nhiên hoang dã. Đường đi vào khu tắm rất là treo leo và gồ ghề khó đi, do ở đây chưa được khai thác thương mại nên là đường xá vẫn chủ yếu là để phục vụ bà con bản địa ở đây trồng rừng, nên là đường xá nó chưa được đẹp, không khí rất là thoáng đãng. Và chỗ khu suối này, ở đây người dân người ta gọi là suối Thác Mơ. Thực ra ở đây là có hai chỗ cùng tên như thế, nhưng mà đa số là người dân đều gọi là suối Thác Mơ. Thì nó cách hồ Khe Chè khoảng tầm 2 km. Đi đường núi khá vất vả. Nếu mà đi trời mưa là cũng khá là nguy hiểm. Nên là mọi người đi đường hết sức cẩn thận. Đoạn đường này là hơi bị khó đi luôn, men theo những cái tảng đá này. Toàn là không có đường đi, chỉ đi trên những cái tảng đá như này thôi. Đây có thể nói là góc cảnh thác cực kỳ đẹp luôn. Thưa anh Long, thích đủ thứ là hôm nay anh thấy đường đi thế nào anh? Không, sợ lắm à. Trúc Than Hai Quốc người nãy chỉ phở cái này là cùng ấy. Cũng khổ hơn rồi. Anh đi trước Long ơi, anh nghĩ là như này.
nhiên hoang dã này. Dọc theo con suối này nếu mà đi lên đến thượng nguồn thì có thể là dài đến 3 km, nhưng mà chúng ta sẽ dừng chân đi từ dưới chân núi lên khoảng 2 km thì là vị trí đấy nó rất là đẹp, không gian rộng rãi và có một cái hồ nước nhỏ rất là sâu khoảng tầm 30 m2, thì anh em tắm rửa rất thoải mái. Hai bên là rừng cây tùm và đặc biệt là ở đây rất nhiều trúc, nước cực kỳ mát, có thể nhìn thấy rõ đá cuộn dưới suối luôn. Hôm nay đen một cái là có một anh gặp tai nạn thành thực binh, đâm ra là di chuyển hơi khó khăn một chút. Đây kìa, anh áo xanh và xuất hiện. kia thằng kia, giỏi rồi. Sâu thế này, ướt hết mẹ cả quần này. Sắn quần lên không ướt đấy. Nghe kiểu chân cũng hơi run run. Thôi được rồi, em ấy đi vào cái tảng đá to này. Đấy, thưa các bạn, đây mới đúng gọi là thiên nhiên hoang dã này. Bây giờ đúng hoang dã rồi đấy. Hoang dã thật sự luôn đấy. Có một điều ấy, mình muốn nhắc lại với các bạn là khi chúng ta đi khám phá thiên nhiên ấy, những nơi mà còn hoang sơ thì nên thận trọng khi di chuyển. Các bạn nên sử dụng những đôi dép nhựa này, hay là dép dạng dép tổ ong ấy, để không bị ngấm nước và có độ ma sát tốt hơn. Vì khi chúng ta đi trên đá thì rất là trơn trượt. Tai nạn là điều không ai muốn, mà lại ở trong rừng khi các bạn phải leo trèo hay lội suối thì quả thật là rất là khó khăn khi di chuyển và sẽ làm hỏng mất tâm trạng của chuyến đi của chính mình. Dù có rất nhiều kinh nghiệm đi phượt nhưng hôm nay thì hơi bị đen. Dù sao ấy cũng xin được biểu dương Mận Hòa vì tinh thần không bỏ cuộc, đi tới cùng với anh em khi mà đang gặp chấn thương như này. Hành trình neo vẫn còn tiếp tục. Anh Hì à, đội kia đâu rồi, mình mất dấu bây giờ. Các bạn có thể thấy là trên đây ấy, có một rừng trúc rất là đẹp luôn, như là trong phim cổ trang Trung Quốc vậy.
này đi đang đi theo hai anh chị rất nhiều kinh nghiệm đi rừng. Cây trúc nó là một chi thuộc tông tre. Cái loài này là loài thực vật bản địa châu Á, tập trung nhiều Trung Quốc, Nhật Bản. Đấy, nhưng hiện tại Việt Nam là khu vực Tây Bắc và Đông Bắc là ở trên vùng núi là cũng khá nhiều. Trên đường đi là anh em chặt trúc để phục vụ công tác ăn uống buổi trưa. Cái loại trúc ở khu vực này thì chiều cao tối đa của nó khoảng tầm 8m. Và cái đường kính nó khoảng tầm 4cm là to nhất rồi. Nó không có cái to hơn nữa. Chỉ cần khoảng 2 cây là có thể phục vụ được 6 đến 8 người ăn, nấu được một bữa ăn được. Bây giờ là một mình là đi khá xa với đoàn, mà không biết địa điểm ở đây. Thôi tốt nhất là quay lại đi cho chắc ăn. Lạc thì ai mà biết được mà gọi. Ở đây trên này không có sóng. Đây là cây trúc hả chị? Trúc hay tre? À, chị đang bảo là cây trúc này tí mình sẽ nhồi thịt vào trong thân đó hả chị? À, nướng rất là ngon. Tuyệt vời, chưa thử cái món này bao giờ. Mà cho nhìn chị đi chặt tre này, thanh niên trai tráng có khi phải chạy dài, không biết làm sao. Thanh niên này đang tụt hết áp. Một thanh niên thì thương binh. Ôi giời. Nhưng mà nó là kỷ niệm hơi hay đấy. Anh thanh niên này khác năm xưa. Khu vực suối tắm này thì có khoảng tầm 3-4 cái thác nhỏ và có vài cái vũng rất là lớn, anh em tha hồ tắm. Và đặc biệt có một cái vũng sâu khoảng tầm 5-7m và rộng khoảng tầm 20-25m2. Đấy, anh em nào ưa mạo hiểm thì rất thích chỗ này. Còn những cái vùng trên kia thì dành cho những người thích an toàn. Đấy, nằm vùng vẫy trong đấy cũng thoải mái. Đi lên thượng nguồn thì khoảng tầm gần 2km nữa. Nhưng mà ở trên đấy thì suối cũng không được to, mà cũng nói chung mình nên để ngắm thôi, chứ còn trên đấy là không phục vụ cắm trại hay là picnic được. Bởi vì địa hình nó cũng không được rộng rãi, mà nước lôi nó cũng không đầy đủ, không giạt rào như dưới này. Đây làm gì em ơi?
Nướng thịt đây nha. Nướng thịt á? Nướng thịt ở trong ống này à? À. Đấy, chỗ ngoài tác dụng là để làm cho rừng nó không bị xói mòn, thì nó còn để phục vụ các anh phượt thủ có thể để nhồi thịt nướng này, rồi đun nước pha trà, dựng lều nếu ngủ qua đêm, rồi có thể nấu cơm, gọi cơm lam ở một số vùng Tây Bắc bà con hay cho gạo vào đó để nấu. Nhưng bọn mình ở đây chưa có thời gian nên chưa làm món đấy, nhưng mà sẽ làm một bài review cho các bạn về món cơm lam ở vườn làm tại đây. Đây là một anh thanh niên tên là Nam, em kia tên là gì nhỉ? Hoàng à? Đang đưa ra kỹ thuật nhét thịt vào ống. Bình thường người ta hay là nhét ống vào thịt, thì hôm nay các anh ấy đã làm ngược lại là nhét thịt vào ống. Cho em coi nhờ tí chị nhá. Mình đang làm gì vậy chị? À dạ. Đây là lọ mắc kén. À mắc kén à. Nhìn chị làm rất chuyên nghiệp luôn. Đây này, hai thanh tre, các bạn nhìn này, hai thanh tre này, tí đã chiên con gà qua hai thanh tre đấy và nướng. Thank you.
Những ống trúc chứa đầy nước này thì chúng ta sẽ cho vào bếp đun cùng luôn. Mía luộc ấy, nhưng mà không ngọt bằng thôi. Đây là trà anh pha từ nước suối mà cho vào ống lứa đun để thử xem hương vị nó như nào. Chuẩn bị, anh chuẩn bị cả ấm chén đây. Cái màu đẹp nha anh nhỉ. Đây các bạn hãy thử xem cách uống trà của dân chuyên nhé. Thưởng hương này 5 giây này để cảm nhận mùi hương của trà. Mình thấy ngoài vị trà đặc trưng thì có thêm một cái vị ngọt mát rất lạ. Đâu em? Ờ đúng rồi. Đây là cây gì em ơi? Cây khoai nước. Khoai nước á? Khoai nước trồng như ở trong ruộng ấy à? Trong ở ruộng. À. Cây này anh em chơi bán cạn cũng hay, hoặc là chơi thùng xốp. À. Đấy, cây này ngày xưa là thời kỳ đói kém là các cụ là lấy cây này để ăn. Có phải củ là dạng khoai ngứa không nhỉ? Vâng, khoai ngứa. Nhưng mà cây này cho lợn ăn là chính. À. Cây nhưng, này mà, nhưng mà trông nếu mà mình đắp vào bể thì trông nhìn nó xanh mát thế. Vâng, nhỉ? Đẹp. À. Ok. Có chút dân dã. Đây này. Suối hơi bị trong luôn, nhìn nó tận cả đáy này. Dương sỉ đúng không? Thì dương sỉ thường đúng không? Đúng rồi. Lá nó mới, nó thế này đúng không? Ôi đẹp lắm. Cảnh đẹp lắm, em cứ đi đi. Đi lăng quăng anh em đi chơi. Thank you.
đây. Ngã trước kia cũng nằm ấy ạ. Trời quá. Làm chuối đi, em cứ làm chuối mặn đi. Thank you.
Okay. 1, 2, 3. Bia 33. Bia 33. Đây là món súp. Bên kia cầm giúp hộ anh cái ống tre dơ nào. Xem nó hình dạng nó làm sao. Ăn có giống thịt không em? Giống thịt nướng gần giống thịt đấy. À thì à. Nếu ngon hơn thịt là được rồi. Gần giống nhưng mà. Ok nhá, anh em ngon miệng nhá. Quá sườn, quá đã luôn. Cả nhà ơi, đây món gì đây? Sơn điểu. Sơn điểu à? Gọi kiểm lâm à? Ở trong rừng này gọi là sơn điểu, ở ngoài gọi là gì? Kê, kê, kê. Gọi là gà. Not true, I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across.